là hình ảnh một ca thâm dần cực nặng ở vòng 3 trước khi điều trị. Và kết quả sau khi điều trị thì sao ạ? Vâng, chuyên gia ơi, kết quả như thế nào ạ? Kết quả điều trị thì rất là tốt nhá. Dạ chị Linh ơi, vậy là đã kết thúc 60 phút điều trị thâm dần vòng 3 ở bên em rồi. Không biết là lúc này chị Linh đang cảm thấy như thế nào sau khi chiêm ngưỡng kết quả ạ? Trời ơi, phải nói như thế nào nhỉ? Lúc đầu thì chị nghĩ là chắc được khoảng 30% thôi, nhưng mà sau khi làm xong bây giờ phải được đến 80% ấy. Phải ôi nói dạ, quá là hài lòng dạ, luôn. Dạ thế ạ, vâng. Em nhìn là em ưng lắm rồi, không biết là chị Linh cảm thấy mê không ấy? Trời ơi, quá là ưng, quá là mê luôn ấy. À thế ạ. Lúc đầu thì em thấy chị Linh cứ lo lắng, cứ lăn tăn là sợ đau, sợ bỏng rát. Không biết là quá trình làm bên em thì chị thấy thế nào ạ? Lúc đầu thì chị cũng lo lắm, thế nhưng mà trong suốt quá trình làm thì thấy nhẹ nhàng, thư giãn như là kiểu mình đi nghỉ dưỡng massage ấy. Dạ vâng, đấy chị thấy không? Bên em dùng công nghệ BioLife 4D, công nghệ độc quyền và số 1 thế giới đấy ạ. Thế nên là quá trình làm sẽ rất nhẹ nhàng êm ái. Một điều đặc biệt khác nữa là bên em có đội ngũ bác sĩ chuyên gia 20 năm kinh nghiệm rồi chị ạ. Hàng ngàn khách hàng đã khỏi trị thâm sần ở bên em rồi chị Linh ạ, nên chị Linh yên tâm nhá. Đấy, chính vì vậy chị mới an tâm để quyết định qua đây chọn mặt người vàng để làm đấy. Dạ vâng, và một điều đặc biệt nữa chị Linh ơi, bên em bảo hành kết quả nữa đây. Ôi, thế thì quá là an tâm rồi nhờ. Dạ, dạ vâng, bây giờ thì em sẽ mời chị Linh đi thay đồ nhá. Em thấy anh nhà đang đợi ở bên dưới rồi đấy. Chắc tối nay chồng quá là bất ngờ luôn ấy. À dạ thế ạ, dạ vâng, em mời chị nào.